Chào các bạn đã đến với kênh của Lucky Hand của tôi. Đây là một kênh YouTube mới của Long Ducati. Và với kênh này thì tôi sẽ review những sản phẩm có thể là của tôi hoặc có thể là của người khác, và có cả những chiếc siêu xe nữa. Và ngày hôm nay clip đầu tiên tôi sẽ review đó là một chiếc kính mà rất nhiều bạn trẻ đang mong đợi, đó là chiếc Gentlemaster. Và đây là một chiếc kính mà được Gentlemaster thiết kế khá là đơn giản thôi. Và tôi thấy nó phù hợp với khuôn mặt tôi, và khuôn mặt tôi cũng khá là nhỏ. Tôi chọn nó là dòng Tommy 01. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem bên trong cái kính Gentlemaster này thì nó sẽ có những cái gì. Đầu tiên ấy là chúng ta sẽ có một cái túi này. Nhìn rất là xịn sò luôn ạ. Cái dây của nó nhìn khác biệt luôn. Cảm giác nó rất là xịn đấy. Ở ngoài là một cái màu túi đen bóng và nó như kiểu da ấy, giả da. Đó. Ở bên trong chúng ta sẽ có, đây là nhân vật chính của chúng ta này, màu đen này, và có dòng chữ Gentlemaster ở đây. Hộp rất là vuông vức, mỗi năm thì nó sẽ ra một cái màu sắc hộp khác nhau. Năm nay thì nó sẽ ra màu, đó là màu đen nhám như thế này. Và bên trong ấy, khi chúng ta mở ra ấy, thì nó cũng có một cái dòng chữ là Fashion Fashion Made in Korea. Đây là hãng Gentlemaster của Hàn Quốc. Và bên trong này thì có cái phần túi da và có một cái hộp phụ kiện nhỏ. Thì ở cái hộp phụ kiện này ấy, thì chúng ta sẽ có, đó là chắc là giống như mọi năm thôi ạ. Nó sẽ có một cái khăn để lau kính này, rất là xịn luôn. Và đây nó cũng có chữ Gentlemaster được dập chìm. Đó. Và thứ hai là chúng ta sẽ có cái sách hướng dẫn cách đeo kính. Và chúng ta có một cái thẻ bảo hành nữa. Thì ở trong cái thẻ bảo hành này thì nó có các cái thông tin này. Đầu tiên ấy là tên của kính, đây là dòng Tommy 01 và cái màu của nó là màu BR. Đây là tên của nó này, và đây là cái code của nó. Và tiếp theo đó là cái store mà được đặt mua ấy, là ở Seoul này. Đó. Và đây là cái tháng mà nó sản xuất, đó là tháng 8 năm 2021. Và đây là thẻ bảo hành và nó có chữ Authentic Central Card này. Đó. Thì đây là cái thẻ bảo hành chính hãng của Gentlemaster. Và bây giờ sẽ là cái nhân vật chính của chúng ta. Nó được đặt ở trong một cái hộp da. Thì năm ngoái thì nó là một cái hộp da cứng hơn. Nhìn nó có vẻ là có các cái đường cứng cáp hơn. Nhưng năm nay thì tôi thấy nó có một hộp da rất là thú vị này. Nó có một cái nhíp để chúng ta có thể mở ra. Đó, mở ra rất là dễ dàng. Và ở đây thì nó có một cái dòng chữ Gentlemaster được khắc bằng chữ màu trắng. Xung quanh là bằng da, sờ nó rất là mềm tay, cảm giác rất là xịn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở ra, bên trong là cái kính của chúng ta ngày hôm nay, đó là dòng Tommy 01. Rồi, nó được để trong một cái túi rất là cẩn thận này. Nó được để trong một túi, bây giờ tôi sẽ tháo siêu ra. Đấy. Chút vào ra. Thì cái màu be này thì tôi cảm giác là nó sẽ mát mắt và nó hợp với cả tôi, nên tôi đã chọn cái màu be này. Thì ở đây ấy, ở hai bên gọng kính nó có chữ Gentlemaster này, hai chấm. Đấy, và đằng trước này thì không có chấm nào cả. Đây là dòng Tommy. Và bên này thì có cái tên dòng Tommy này. Và ở ngoài ra nữa thì nó còn có cái sản xuất. Thì chiếc kính này được sản xuất tại Trung Quốc, Made in China. Cái khớp kính này rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn ạ. Và cái mắt kính này thì nó khá là dịu. Cái mắt kính này thì nó là màu be. Tôi lựa chọn để tôi có thể đeo được ở nhiều nơi hơn. Ví dụ như ở ngoài trời này, hôm nào nắng vừa phải thì đeo rất là phù hợp. Hoặc là đeo trong nhà, hoặc đeo được cả buổi tối nữa. Và khi mà có cái kính này thì cũng khá là nhiều người chú ý. Bởi vì nhìn nó cũng có cái gì đấy khá là tinh tế. Bây giờ tôi sẽ đeo thử xem mà có hợp không. Nhìn bắt đầu thấy mọi vật nó đã chuyển sang một cái màu hơi ám vàng kiểu iPhone rồi. Rất là dịu mắt, mát mắt. Và nó không bị cong, méo mó các cái hình. Và thông thường những cái kính mà chất lượng kém ấy, chúng ta đeo vào sẽ thấy hơi đau đầu một tí. Nhưng mà tôi đeo bây giờ chưa thấy gì cả. Nó sẽ phù hợp mùa thu Hà Nội nắng vàng. Chúng ta sẽ đeo cái kính này lượn phố rất là hay. Và có thể đeo khi làm việc. Nhìn tôi là một người thợ cắt tóc, nên tôi có thể đeo kính này để cắt tóc cho khách hàng của tôi. Rất là phù hợp với cái kính này. Và đây là
cái clip mà tôi review về một cái kính Hunter Monster. Và sau clip này thì tôi có cả review về những chiếc xe mô tô cũng như là xe ô tô, nên tôi đặt tên của kênh của tôi đó là Lucky Hand, đó là bàn tay may mắn. Nó sẽ được sờ vào những cái xe, những cái siêu phẩm mới. Clip đầu tiên là review cái kính thôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Long Ducati. Và hãy nhớ subscribe kênh mới này của Long Ducati nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.